Trong tập này bọn mình sẽ đi săn mây ở quán Mị Ơi Cà Phê, rất là đẹp các bạn ạ. Và bọn mình sẽ nướng BBQ ở ngoài trời nữa. Và các bạn cùng xem nhé. Quán cà phê Mị Ơi này, view rất là đẹp các bạn. Giờ vào khám phá nhé. Tới bạn xỉu đi. Một bạn xỉu nữa là 3 ly rồi, 2, 4, 6 ly rồi. Mình có cao đá, một cao đá. Xuống dưới Ngọc ơi. Quán cà phê Mị Ơi này đứng ở trên hay ở dưới view đều rất đẹp các bạn nhé. Mọi người thường nhắc đến Thảo, nhưng mình thấy quán cà phê Mị Ơi này đẹp hơn các bạn ạ. Và Thảo và quán Mị Ơi đều là cùng một chủ các bạn nhé. View ở đây rất là đẹp. Anh em mình ở đây là sắp hoàng hôn lên sắp mây nhỉ? Bọn mình hôm nay đến quán Mị Ơi để săn hoàng hôn các bạn ạ. Chắc chắn rồi, nhìn thấy. Lúc bọn mình đến đây là khoảng 3 giờ chiều, chưa có ánh hoàng hôn và mây vẫn chưa lên cao, bầu trời vẫn còn xanh. Và các bạn cùng chờ đợi tí nữa nhé. Mình có quay lại khoảng khắc mà bầu trời mà mây lên rồi ánh hoàng hôn rất là đẹp các bạn ạ. Này có tráng cốc nước nóng không? Rửa sạch sẽ không? Sạch sẽ lắm. Đây là bên trên tầng của quán cà phê Mị này. Nhưng mà mình thấy ngồi cái view bên dưới này đẹp hơn các bạn. Lúc ngồi để săn mây và ánh hoàng hôn thì nhìn thấy cái bạn nữ này kìa. Mình có quay lại này. Bạn ấy bạo dạn quá. Mình đứng mình xem mà bùn hút cả chân ấy. Chỉ cần trượt tay một phát là có thể ngã xuống vực luôn ấy. Sợ quá. Các bạn nhìn đoạn clip này mình có quay nhanh này. Mây đang lên này và ánh hoàng hôn đã hạ xuống này. Nhìn thích chưa? Vào thời tiết này thì khá là lạnh đấy các bạn. Bây giờ thì khoảng 10 độ thôi. Nên các bạn đi đến đây thì nhớ phải mang đồ đi rất mặc rất là ấm vào nhé. Không là sẽ bị cảm lạnh đấy. Buổi tối thì thời tiết có thể xuống mới 7 độ. Các bạn nhìn mây bắt đầu mọc lên này, thích chưa? Bắt đầu trắng xóa rồi. Bọn mình tranh thủ phải chụp cảnh hoàng hôn ở đây, vừa mây vừa hoàng hôn thật sự rất là tuyệt vời các bạn ạ. Phải chụp lại cái khoảng khắc này, tại vì không phải mấy khi nào cũng có được đâu. Và đi các bạn phải chọn thời tiết nó là nắng khô ráo nhé, thì nó sẽ đẹp. Còn nếu các bạn đi vào trời ngày mưa ấy thì sẽ không ngắm được mây và không săn được mây đâu. Đây là chúng tôi đang đi săn ảnh này. Săn ảnh cái đấy. Săn mây nhầm. Đây. À, săn mây này, săn hoàng hôn chứ. Rất là đẹp. Vừa mây vừa hoàng hôn. Ôi rồi. Linh có đứng vào không? Đứng vào không? Rồi. Đứng im đấy. Chị Linh đứng. Ôi giời ôm. Đấy, ôi. Tí vợ chồng mình làm kiểu này Ngọc nhá. Điều đẹp quá. Con đứng thẳng lên nhá. Quay mặt ra đây. Không, máy này đi trong quán này. Anh em chúng mình chụp được rất nhiều những bức ảnh đẹp dưới ánh nắng hoàng hôn này các bạn ạ. Và mình cũng dựng được rất nhiều clip TikTok nữa. Và các bạn nhớ vào trang TikTok của mình để xem nhé. Selena Nguyễn Official. Và bây giờ anh em chúng mình đến đường đi về thôi. Lạnh quá rồi. Sau khi đi chơi, ngắm săn hoàng hôn và săn mây về thì bọn mình bắt đầu làm buổi bữa tối tiệc nướng BBQ ngoài trời. Đây bạn này đang hộ bọn mình đốt bếp này. Bây giờ thời tiết rất là lạnh các bạn ạ. Mình nghĩ chắc là phải dưới 10 độ đấy. nặng lắm. Đây các bạn nhìn này, chùm cái chăn, cái áo này chùm kín, nặng lắm. Giờ này thì không cần đẹp rồi bạn ạ. Này, bạn kia đang đốt bếp giúp mình. Bạn nhìn, đây các bạn nhìn bạn chồng mình này, chơi hẳn quả áo ngủ để chùm tai. Nhìn lạnh quá các bạn ạ. Bây giờ mình nghĩ là phải dưới 10 độ đấy. Không là khó nhỉ? Chưa là khó nhỉ? Và mình khuyến cáo các bạn là khi lên đây ấy, thì các bạn phải cầm rất nhiều đồ ăn vặt đi nhá. Tại vì thời tiết trên đây rất là lạnh, mà đồ ăn không có mua được ở ngoài đâu, mình phải tự mang đi thôi. Nhanh đói lắm các bạn ạ. Anh em chúng mình đi về mà đói không thể nào chịu nổi ấy. May là anh đi cùng đoàn mình rất là chu đáo, chuẩn bị đồ ăn rất là nhiều nên không bị đói các bạn ạ. Trong lúc đợi thịt nướng thì mọi người không thể chịu được nữa nên phải ăn tạm mấy cái bánh vào các bạn ạ. Đói quá. Vừa mồm vợ tôi. Mẹ em có rộng đâu. Như chó mèo suốt ngày. Sợ nhất là cả hai trái nói với ai câu nào mới đáng sợ. Đợi mỗi thịt chín ra rồi gọi. Bên phòng nhá. Cháy luôn thua gì? Không muốn anh đi. Sao anh ăn thịt nướng mà anh ăn bánh mì? Bây giờ anh ăn tạm cái này trước đã, rồi gọi là có chất bột, sau đó thì ai ăn đồ nướng sau. Thế ngon. Này còn ăn bây giờ đang có 7 độ thôi cho nên là phải ăn vào cho người nó ấm lên một chút. Làm chén rượu à? Còn chén đấy. Cái nước nữa. Chai đây này, chị vừa để đây. Không có chốt thì không ra gì. Các bạn này nó đen xì xì đấy. Nhìn sợ quá. Cháy quá. Anh chỉ giờ nghĩ TikTok còn hơn mình. Về em sẽ quay cho mỗi người làm mỗi người clip trên chỗ đấy. Đỉnh gió. Đỉnh gió cũng được cặp lên. Con quay được, có được không? Có quay hả? Ờ, được. Bây giờ mùa tàn đấy chấm ngon các bạn. Các bạn bóng điện vào, hô anh hết nước rồi, hô anh mang đĩa. Cái đầu như gì? Buồn coi rồi. Bây giờ thì chịu không nghe cái gì đâu nha. Anh tắt TV nhé, học em anh nhé. Một ngày đi chơi mệt về, được một bữa thịt nướng thực sự là rất là ngon các bạn ạ. Đồ thịt nướng này thì mình có nhờ bên homestay họ chuẩn bị cho bọn mình nhé. Và bọn mình tự nướng các bạn ạ. Và các bạn có thể nhờ người ta tự nướng cho các bạn cũng được. Đây là gà vùng cao nhá. Chúng ta đi lên trên này. Quay xem là nó đã chín chưa em? Bật đèn đi. Tuyệt vời, ngon lắm, ngon lắm. Đấy cả nhà. Hai con gà. Đây mình ăn thử miếng này trước nhá để xem là nó chín chưa, nó không chín thì mình ăn tiếp. Anh à, anh à. Cái nướng với cái lửa nó rất nhỏ, cái bên này nó không. Chuyển từ trong Bến Tre về. Sạc ấy rồi, mua tạt rồi. Sau khi ăn xong, bọn mình nghỉ ngơi, ngồi uống trà, buôn chuyện cùng với nhau. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Và các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông bên cạnh nhận hiển thị mỗi khi mình ra clip mới nhé. Và các bạn cùng chờ đón tập ngày mai nhé. Mình sẽ dậy từ 5 giờ sáng để đi đến sống lưng khổng nong để săn mây các bạn ạ. Và đảm bảo với các bạn là tập sắp tới sẽ có rất nhiều điều thú vị đấy các bạn. Các bạn cùng đón chờ nhé.